Diễm Thi cùng với Trần Như kính chào quý vị. Đây là bản tin truyền hình online ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ban Vệ ngữ Đại Á Châu Tự Do. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số tin tức đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam sẽ đình lại các dự án nhà máy điện hạt nhân của mình. Hãng tin AP trích thông tin từ báo Tuổi Trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy và nói rõ nguyên nhân được đưa ra là nhu cầu về điện đang giảm và giá các nguồn năng lượng khác cũng giảm. Một lý do khác cũng được báo tuổi trẻ trích lời ông Lê Hồng Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, rằng giá xây các nhà máy điện này đã tăng gấp đôi lên đến 18 tỷ đô la Mỹ. Báo mạng vnexpress thì trích lời ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương nói bên hành lang Quốc hội với báo chí rằng việc dừng xây cất nhà máy điện hạt nhân là do những nguyên nhân bất khả kháng trong và ngoài nước. Ông Phó Bí thư tỉnh ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận, nơi dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thì nói rằng tỉnh đã đề nghị trung ương cho xây dựng các nhà máy điện mặt trời, điện gió và điện chạy bằng khí. Xin nhắc lại là nhà máy điện hạt nhân đã được chính phủ quyết định xây dựng vào tháng 11 năm 2009. Báo VnExpress nói rằng ngày 14 tháng 10 vừa qua, Trung ương Đảng Việt Nam đã xem xét kỹ lưỡng dự án nhà máy điện hạt nhân và giao cho ban cán sự Đảng của chính phủ trình lên Quốc hội cũng liên quan đến kỳ họp của Quốc hội Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công thương ông Trần Tuấn Anh nói với báo tuổi trẻ rằng Việt Nam đang đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại của mình. Ông Trần Tuấn Anh nói như vậy để trả lời câu hỏi là Việt Nam sẽ gặp khó khăn nào về thương mại hay không nếu đối tác hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP không hình thành trong nhiệm kỳ của tân tổng thống Donald Trump của Mỹ. Ông Trần Tuấn Anh cho biết là hiện Việt Nam đã có các thỏa ước thương mại với nhiều quốc gia trên thế giới vì thế mặc dù TPP sẽ tạo cho Việt Nam một môi trường hoạt động thương mại có tầm vóc rất lớn nhưng đó không phải là tất cả quý các tin giả có thể sử dụng app để xem trực tiếp những tin tức mới nhất cũng như toàn bộ các chương trình của đài Á Châu tự do bằng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay qua đó quý vị có thể nhận báo tin được các diễn biến mới nhất cũng như quý vị có thể chia sẻ các tin tức của đài Á Châu tự do với bạn bè và người thân qua các trang mạng xã hội trên tài về tài app store hoặc google play Quốc hội Việt Nam sẽ dành một khoản tiền là 5.000 tỷ đồng để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành tại vùng phụ cận của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số tiền lấy ra từ ngân sách trị giá 2 triệu tỷ đồng mà nhà nước Việt Nam sẽ dùng để đầu tư công cộng trong giai đoạn 2016-2020. Ngoài dự án sân bay Long Thành, số tiền này còn được dùng để chi cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam và các dự án xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Trong số vốn dùng cho đầu tư công này có 300.000 tỷ đồng là vay từ nước ngoài. Theo nghị quyết của Quốc hội Việt Nam về đầu tư công cộng được đưa ra lần này nói rõ là phải tính đến khả năng trả nợ nước ngoài nếu có vay vốn. Ngoài ra nghị quyết cũng khuyến khích chính phủ xây dựng hình thức đầu tư hỗn hợp từ vốn nhà nước và tư nhân trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Hai du khách người Na Uy gốc Việt Nam đã bị thiệt mạng khi chiếc xe buýt chở họ bị tai nạn khi đang trên đường đi từ tỉnh Đắk Lắk cho đến thành phố Huế, miền Trung Việt Nam. Khu vực xảy ra tai nạn là huyện Nam Giang, vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Nam. Chiếc xe đã bị lật nhào trong một cơn mưa lớn. Ngoài hai người có quốc tịch nước ngoài tử nạn, còn có 14 hành khách khác bị thương. Một nguồn tin giấu tên từ công an Việt Nam cho biết, thi hài của hai người xấu số, số đã được giao cho gia đình họ ở Việt Nam. Tòa đại sứ Na Uy ở Hà Nội cũng xác nhận có hai công dân Na Uy bị chết nhưng không tiết lộ danh tính của họ. Còn cơ quan công an cho biết là hiện đang điều tra vụ tai nạn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp gỡ thường diễn ra giữa hai vị Tổng thống đương nhiệm và người kế nhị, với mục đích chứng tỏ sự đoàn kết và đảm bảo kế hoạch truyền quyền sẽ được thực hiện suôn sẻ. Hôm qua, trong phát biểu đọc tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama có nói đến điều này, nhấn mạnh rằng ai cũng thấy có những khác biệt về quan điểm giữa ông và người kế nhiệm. Nhưng điều quan trọng nhất là mọi người phải tôn trọng kết quả của bầu cử, phải nỗ lực giúp ông Trump xây dựng đoàn kết quốc gia và giúp ông Trump thành công khi điều hành đất nước. Bên cạnh cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống đương nhiệm và Tổng thống đắc cử là cuộc gặp giữa đệ nhất phu nhân Michelle Obama và bà Malina Trump, cũng theo thông lệ, đệ nhất phu nhân Michelle sẽ đưa phu nhân của vị tổng thống tân cử tham quan Nhà Trắng, là nơi mà ông bà Trump sẽ cư ngụ trong 4 năm tới. Tin từ Tokyo cho hay, vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp tổng thống đắc cử Donald Trump tại New York với mục đích xây dựng quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo và cùng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược Nhật-Mỹ. Quyết định đích thân gặp Tổng thống tân cử Donald Trump được Tokyo loan báo chỉ một ngày sau khi có tin nói rằng Thủ tướng Nhật sẽ cử cố vấn chính trị sang Hoa Kỳ gặp người sẽ lãnh đạo nước Mỹ. Điều này được cho là chứng tỏ mối quan ngại sâu sắc của Tokyo về chính sách ngoại giao của tân chính phủ Hoa Kỳ. Đặc biệt trong bối cảnh Nhật muốn cùng Washington tiếp tục chiến lược ngăn chặn sự bình trướng của Trung Quốc và những hành động mang tính gây rối mà Bắc Hàn thường làm. Vẫn theo tin từ Tokyo, cuộc gặp đầu tiên giữa thủ tướng nhật shinzo abe và ông trump sẽ diễn ra vào ngày thứ năm trước khi nhà lãnh đạo nhật bản đến peru để dự thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu á thái bình dương tức apec chương trình truyền hình mạng của Ban Bình Nữ Đại Á Châu Tự Do có thể xem trực tiếp qua những công cụ mạng xã hội như Facebook và YouTube trên trang chủ OAV tiếng Việt một cách dễ dàng. Mời quý vị truy cập vào xem. Thưa quý vị, tại Seoul, văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh quốc phòng cho quốc gia này. Theo đúng bản hiệp ước an ninh chiến lược song phương mà hai quốc gia đã ký kết và đang thực hiện. Cam kết này được ông Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với tổng thống Nam Hàn Park Jin-hee hồi sáng hôm nay, đảm bảo tiếp tục mối quan hệ vững chắc đã có và sẽ cùng Seoul đương đầu với những bất ổn do Bắc Hàn gây nên. Ông Trump còn nói là quân đội Hoa Kỳ luôn ở thế sẵn sàng để bảo vệ an ninh quốc phòng cho Nam Hàn. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump có nói rằng sẽ tính đến chuyện rút quân khỏi Nam Hàn nếu Seoul không chia sẻ chi phí mà Hoa Kỳ đang phải gánh chịu. Hoa Kỳ hiện có 28.500 binh sĩ đồn trú ở Nam Hàn. Trong khi đó, qua bình luận mới được truyền thông Bắc Hàn phổ biến vào sáng nay, Bình Nhưỡng lên tiếng cảnh báo tân chính phủ của ông Trump sẽ phải đương đầu với cường quốc hạt nhân Bắc Hàn. Đồng thời nhắc lại, Washington đừng tiếp tục mơ tưởng chuyện sẽ buộc Bắc Hàn phải hủy bỏ kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân. Bài bình luận có đoạn viết rằng, chính sách mà chính phủ Obama đang cho thi hành chỉ khiến nước Mỹ trở nên nguy hiểm hơn, ám chỉ Bắc Hàn có khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân. Bài bình luận cũng nhắc lại điều lãnh đạo Bình Nhưỡng từng nhiều lần nói tới là Bắc Hàn phải có vũ khí hạt nhân để bảo vệ an ninh quốc phòng trước nguy cơ bị Hoa Kỳ tấn công bằng quân sự. Cũng cần nói thêm, chưa rõ chính sách của tân tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ như thế nào. Nhưng tháng 6 vừa rồi, khi đến Atlanta thuộc bang Georgia để vận động, ông Trump tỏ ý cho biết là sẵn sàng gặp lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn để thảo luận và giải quyết những vấn đề liên quan đến chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân mà Bình dưỡng đang theo đuổi. Ngoài ra, theo những chuyên gia quốc tế về vũ khí, Bắc Hàn đang nỗ lực chế tạo hỏa tiễn liên lục địa có thể chở đầu đạn hạt nhân bắn xa tới các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở đảo Guam và bang Hawaii, cũng như bắn tới tất cả các bang miền Tây của nước Mỹ. Và sau cùng thưa quý vị, tại đại hội mới kết thúc hôm nay ở Bali, Indonesia, đại diện các nước thành viên đã bỏ phiếu chọn ông Mạnh Hồng Vĩ, Thứ trưởng Công an Trung Quốc, làm tân chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. Ngay sau khi kết quả được công bố, các tổ chức tranh đấu bảo vệ nhân quyền quốc tế đều lên tiếng bày tỏ quan ngại, cho rằng trong vai trò mới, ông tân chủ tịch Interpol có thể giúp Trung Quốc bài trừ tham nhũng bằng cách truy lùng những người tội phạm kinh tế đang lẩn trốn ở nước ngoài nhưng đồng thời cũng có thể tiếp tay với Bắc Kinh để bắt giữ những nhà tranh đấu cho dân chủ may mắn trốn được sang nước khác để tránh bị đàn áp. Chưa thấy Bắc Kinh lên tiếng gì về quan ngại này nhưng trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh việc ông thứ trưởng Công an trở thành chủ tịch Interpol và Chính phủ Trung Quốc sẽ hoạt động sát cánh với tổ chức quốc tế này trong các lĩnh vực an ninh bài trừ phạm pháp do biện pháp kiểm duyệt khắc khe của chính phủ Hà Nội, việc truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tại Việt Nam là rất khó. Tuy nhiên, đừng lo, tuần lửa sẽ không còn là trở ngại. Hãy truy cập vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www .á châu tự do info www.achautuyo.info Vừa rồi là bản tin truyền hình online ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mong quý vị chia sẻ, giới thiệu các chương trình của RFA đến với bạn bè và người thân. Mọi đóng góp ý kiến xin gửi về cho chương trình qua email viettv.rfa.org. Điểm thi và chân như cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.